Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến những cuốn video chúng ta giao lưu với vườn anh Duy An. Địa chỉ là xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Và trước mâm xoay, sau một cái phông, chúng ta đến với một cây xanh. Tác phẩm đầu tiên đó là một cây xanh Nam Điền. Nó là xanh quê bác ạ. Xanh quê á? Vâng. Thế mà trông cái thân thủ nó như Nam Điền nhỉ? Vâng. Này này, màu da này. Cháu để lại một chút lá ở trên này để viết ra một cái cây xanh quê. Xanh quê mà lá nó nhỏ nhỏ này rồi cả. Vâng, thì đấy là một cây xanh lá đẹp bác ạ. Tuyệt vời quá nhỉ. Vâng, mà cái cây này thì nhiều người bảo cho là lá móng, nhưng mà cháu ấy về xanh ấy thì cũng chưa. Mà sau thân nó như là xanh Nam Điền đấy nhỉ. Vâng. Cây da cây... cóc da mốc rồi. Vâng. Một cây xanh quê mà da màu da như vậy là phải. Nhưng mà tôi nghi là lá móng lắm anh ạ. Lá móng mà. Nhìn thì anh cứ bảo lá móng. Đúng rồi, lá móng rồi. Chính xác rồi, lá móng đấy. Nhìn cái đầu ra một cái là lá móng. Lá móng, lá móng. Anh nhìn vào cái đáy của cái lá, nó bao giờ nó nổi gân trắng của giữa đây. Vâng. Nếu mà được cái lá móng chơi thì cũng là tuyệt vời bác ạ. Đúng rồi, lá móng đấy. Vâng. Mà số thời gian họ làm được cái lượng dăm này là cũng khá rồi đấy. Bác xem cây lùn lực đẹp. Những cái tay là cắt chuyên này bác xem là biết là nó làm cái tay là mất hàng chục lần đó bác ạ. Nhìn cái nhỏ như vậy mà làm tay nó làm cắt giật mà. Nó có cái điểm một điểm khoái ở cái còi lắc ở phần ngọn này bác ạ. Vừa có nù này và vừa còi lắc. Cháu xin báo kích thước nha. Rồi. Anh đo chiều cao này. Được, trong tổng thể của một cây xanh cũng khá là đẹp đấy. Chiều cao của cây là 39 bác ạ. Được rồi. Tán ngang là 65 ạ. Cháu xin báo giá là 18 triệu. Giá 18 triệu. Vâng. Tôi chụp kiểu ảnh này nhé. À, cứ ngồi thế nhìn đây nhá. Bỏ cái xe đừng đẩy vào vội. Chụp nhá. Được rồi. Cây xanh lá móng giá 18 triệu. À, đây là số điện thoại của anh Duy An để chúng ta liên hệ này. 0964 894 094. Bóng cây khá đẹp đấy. Ok. Vâng, chia tay với cây xanh lá móng. Chúng ta đến với một tác phẩm Nguyệt Quế, nhìn rất là rực rỡ luôn. À, tôi đứng quay đây mà được thưởng thức cái mùi hương thơm rất là ngào ngạt. Bởi vì tất cả xung quanh cây chỗ nào cũng điểm hoa trắng tuyết hết. À, khi cây nhà bê đến đặt lên mâm xoay nó động nó còn rụng đầy đất này. Nhiều quá, dày đặc kìa. Được rồi, anh cứ quay từ từ thôi, soi luôn cái chân đế cho các bạn xem. Chân đế móng dễ rất là tuyệt vời. Và đây phần còn phần phía trên nhé, cốt rất đặc và đầy đặn. Quay tiếp tí nữa thì sang phía bên này. Rồi, xong. Để cháu xin báo kích thước nha. Anh đo đi. Cái hoành thon ở đây là được 56 ạ. 56, đây rồi. Chiều cao là 100 ạ. Vâng. Cao vừa 1 mét. Chiều ngang là 130 ạ. Yeah.
Tôi xin báo giá là 36 triệu ạ. 36 triệu, thơm quá nhỉ. Vâng, cháu đang đứng dưới đời và cháu thấy mùi nồng nặc kinh quá. Quá tuyệt vời. Trong vườn chỉ cần một cây như này thôi à, chúng ta được hưởng cái hương thơm nó thong thoảng. Chứ nếu mà độ 4 cây như này thì chắc là ngạt luôn. Đẹp thật đấy. Và tán nó lại tròn vo này, rất hay. Báo giá là 36 triệu. Vâng, được rồi. Hai anh bê cái cây này tôi thấy là cũng à, nhưng mà chắc là nếu mà trồng bằng sơ dừa thì nó nhẹ hơn. Nào đỡ nhá. Tôi đi hai thằng cẩn thận. Đấy. 36 triệu. Một em nguyệt rất rực rỡ như thế này. Vâng, để tiếp tục chúng ta đến với một cây bông trang màu hồng phấn. Cây trang này đang rất là rực rỡ bác ạ. Từ ngày nhau mang cây về là chưa bao giờ mà không bỏ hỏa. Hay quá nhỉ, ra cháu, quanh năm. Cháu định cắt để mà lấy phần, nhưng mà bây giờ cắt thì nó cứ lắm hòa mà rồi, tiếc quá. Từ đó, dừng lại đi. Tuyệt vời quá nhỉ, gốc rễ nó trải ra các phía. Bên này nữa sao đây? Anh đo cái vành cái. Em vành ở đây được 23 bác ạ. Cháu đời lần trước 25 cơ. Ok, rồi. Cháu xin báo giá là 9 triệu nhá. Giá 9 triệu. Vâng. Trên cái chậu lục giác bằng gốm. Xin bằng bác ạ. Bằng xi à? Vâng. Ôi giời, nhìn họ làm tài tình nhỉ. Vâng. Trông như gốm ở nhà luôn đấy. Bác nào mua thì chịu khó đầu tư một cái chỗ bác ạ. Rồi, chuyển đi. Cháu xin đời hòa chiều cao là 70, chiều ngang là 90 ạ. Vâng. Vâng, và đây là cây mai hồng ngọc. Vành thò nửa đời ra được 22 bác ạ. Vâng. Chiều cao là 42, ngang là 15 ạ. Cái này nó cũng tương đối là lớn ạ. Cháu xin báo giá là 2 triệu rưỡi. Giá 2 triệu rưỡi. Vâng. Rồi. Rồi, ok. Ôi chà chà, dáng rất là trông như là một cái chữ nho, chữ thư pháp gì. Đây là một cây gỗ xưa bác ạ. Cây gỗ xưa? Vâng. Ôi giời. Cây xưa mà người ta bảo gỗ bao tỷ đấy. Rồi. Ừ. Có phải xưa đỏ thì lại càng có giá trị. Cây xưa đỏ bác ạ. Lại là xưa đỏ. Nào mà anh sưu tầm cây độc đáo này. Thực tế là khi nhìn thấy cái này thì cháu cũng biết là nó hơi đất. Thế nhưng cháu vẫn chấp nhận bởi vì gần như là không thể tin được cái thứ hai. Cây này mà nó lại uốn, người ta uốn thành chữ xưa nữa thì đẹp quá nhỉ. Cây xưa. Cây này tuy nhỏ nhưng mà cũng từ đó là ra bởi vì thần nó lại bắt đầu lên nụ các bạn. Và để làm được một cái cây như thế này thì cháu nghĩ là phải làm từ nhỏ để mà gấp khúc được những cái đường thon, những cái đường, cái điểm khó của cái thon này thực sự là không phải là dễ làm. Quay là những cây thon khoái mà bác sinh hay bảo chơi rất hay đúng không bác? Đúng rồi. Tôi rất thích những cái dòng cây mà nó nhìn nó phải khó chịu như này. Chơi thì không chán mà bán thì có lãi. Wow.
mà hôm nay trời này thì cháu sưu tầm của những người đang chơi ấy, nên nó giá thì cao, là cháu báo là 4.2 triệu nha. Vâng. 4.2 triệu một cây sưa. Và nói chung là đường thuần thì cực kỳ độc đáo rồi. Nhìn cái chỗ này nó cũng gặp lại. Vâng, nếu mà ai mua thì về đặt lại cho nó theo đúng hướng cây. Bốn triệu hai nhé. 4.2 triệu. Cây xưa hay đấy. Từ, rất là nhẹ rồi. Anh đo cái chiều cao tổng cây này. À, thế mà cháu quên mất. Chiều cao là 60. Không, không cứ đo đấy. Anh đo dưới gốc, vanh gốc. À, vanh gốc. Chiều cao nãy là 60 à? Vâng, vanh gốc là 14. Bác rồi, thế thôi. Chỉ cần đo hai chỗ thôi. Được rồi. Còn cái này thì không phải đo bông tán gì cả. Cây nó hình mỏng dẹt này mà người ta làm theo cây này, cho là nếu mà uốn đổi hướng hoặc cái gì thì hơi khó vì nó to nó già rồi. Chứ không chỉnh một tí nó thành chữ thì đẹp quá. Mà lại cây gỗ xưa cơ, người ta bảo đắt như gỗ xưa. Được rồi, anh báo giá là 4.2 triệu mà. Thôi rồi, chuyển cây khác đi. Và cây nhài Nhật anh Duy An muốn chia sẻ với chúng ta đây. À, những cái lần trước thì tôi có một lần tôi quay cây này rồi. À, nhưng mà lần đấy không có hoa. Đây là bông hoa nhài Nhật. Bác màu thấy tím nhạt. Mùi rất thơm không? Đúng rồi. Được bao nhiêu bông? Mấy bông về đầu ngọn nhất cũng chuẩn bị lên hoa. Có rồi, có rồi. Cái này để rông thì nó sẽ có hoa ngay mà. Khi mình không cắt là nó già cái đọt này, cái là sẽ có hoa. Người ta bảo cháu cắt nước là già hoa nhưng mà cháu lại không cắt. Gốc rất lớn nhá. Tìm một cái gốc nhài Nhật mà như thế này thì qua anh nhiều nơi là khó đấy. 32 bác ạ. Rồi, anh quay đi. Ok. Giá bao nhiêu anh? 10.500 ạ. Giá 10.500. Vâng. Vâng. Thôi chuyển cái khác đi. Đây là số điện thoại của anh Duy An để chúng ta tiện việc giao lưu này. 0964 894 094. Địa chỉ xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. À, kế tiếp chúng ta đến với một cây bàng. Cây bàng bonsai. $750 ạ. Vâng. Chiều cao 36 ạ. Chắc chỉ đó là chiều cao thôi bác ạ. Và đó là cái hoành thần. Ra được 25 ạ. Rồi, anh bê lên. Nhẹ nhàng những cây này thì thậm chí chả cần. Không cần đo kỹ. Chính cái cây này nó có đường thần vặn vẹo. Thế nhưng vâng, mà nó lồ lần qua nó lại liền vào bác ạ. Giá bao nhiêu tiền cây này anh? 750.000 ạ. 750.000. Vâng. Được, chơi những cây nó khuôn khuôn như này, nó dòng cây trong cái bộ sưu tập thôi, chứ còn những giá mà 750.000 thì là giá tốt rồi, hợp lý rồi. Đấy nhá, chuyển đi. Vâng. Và tiếp đến một cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy này nó có một cái thần và bị khá đẹp bác ạ. Cây già nó cứ mốc hết cả thần mà. Hoành thần ở vị trí ở tay này là 42 ạ. Rồi. Chiều cao là 70 ạ. Và ngang tán là 90. Vâng. Xong xin báo giá là 16 triệu. Giá 16 triệu.
Rồi, ok nhá, chuyển đi. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây hoa sữa, đúng không anh? Đúng rồi bác ạ. Hoa sữa. Ừ. Vì tôi 27 ạ. 27 vành thân. Chiều cao 55 ạ. Vâng. Ngang tán cũng 55 bác ạ. Vì tôi cầm máy tôi ngắm qua màn hình mà tôi đứng xa xa tôi cứ phải nhấn mạnh lại có phải hay không. Vâng. À, cây hoa sữa thật. Hoa sữa nồng nàn, hoa sữa. Cây khá già ạ. Cắt nhiều nó cứ ù cục ra nhìn hay phết. Đó, bác xem này. Ừ. Nó cứ sủi lên. Theo xin báo giá là 3 triệu. Vâng, cây hoa sữa giá 3 triệu. Được rồi. Và để kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một cây hoa gạo. À, các bạn thấy rằng nội dung cuốn video rất là phong phú. À, một vườn cây mà có đến hàng chục loại cây khác nhau. À, quay cây nào cũng có cái lời bình luận của cái loại cây đó. À, chứ nó không triền miên, không dài từ đầu đến cuối. Chỉ có một loại cây mà chúng ta cũng khó có diễn tả. Thích chơi đa dạng bác ạ. Mùa nào áo ý có cây nó cũng thay đổi. À, chúng ta có xanh bám đá, có si, có đa, có để bám đá. À, nhưng mà đây là chúng ta đến với một cây hoa gạo bám đá. Đó là cái nét độc đáo, nét mà riêng biệt của những cây hoa gạo. À, chủ nhân đã đưa vào ém vào một cái vách đá. À, trong quá trình lớn lên thì đá như hút cây và cây như ôm chặt lấy đá, luồn vào kẽ đá như thế này rồi. À, bây giờ không thể lấy được ra nữa. Đấy, dẹt hẳn thân một đoạn thân cây. Bên này cũng vậy. Bên này là xuất phát từ điểm này. À, sau đó cây lớn lên trong một cái kẽ đá. Và phình thân ra như thế này. Những cây như vậy thì chơi càng lâu ấy, thì cái điểm tiếp xúc với đá càng chặt và nó bẹt ra. Bây giờ mà lại là mùa tháng 3 mà lại trên này có 10 bông hoa gạo nó như những cái quả chuông nó treo ở trên này nữa thì không biết thế nào mà tả. Và cây gạo song thụ rất đẹp. Cây này cao khoảng bao nhiêu anh ơi? Đo cái thân thôi. Từ cao đến thân thôi. Rồi. Cao là 63 bác ạ. Rồi. Cái chậu dài bao nhiêu? Chậu là chậu 50. Chậu 50. Và 36. 50, 36. Giá bao tiền cây này anh báo bao nhiêu? Em xin báo giá là 7 triệu. Giá 7 triệu. Vâng. Rồi, quay mặt sau cho xem một lần nữa. Sau đó chỉ là bên đá thôi bác ạ. Cũng hay. À. Hay ở cái màu đá và cái đá này nó là nguyên bản một viên. Đấy, nó có cái hay đấy. Không có mối ghép. Rồi. Đẹp đấy. Vâng, với cây hoa gạo bám đá, chúng ta kết thúc cuốn video này để chuyển tiếp những cuốn sau. À, tiếp tục giao lưu với vườn anh Duy An, địa chỉ Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội.